Những hạt ngọc, những viên ngọc trai là món quà từ thiên nhiên, là sự tinh túy từ biển cả, là một món quà mà thiên nhiên dành đến cho mọi thế hệ phụ nữ của chúng ta. Dù là ở lứa tuổi nào, mình đều có thể mang trên người của mình những viên ngọc trai, vừa mang đến sự dịu dàng, đầm thắm nhưng cũng không kém phần tinh tế, sang trọng và luôn luôn bền đẹp theo thời gian quý vị ạ. Và ngay bây giờ, hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay để đừng bỏ qua cơ hội sở hữu ngay những viên ngọc trai Vado. Xin được gửi lời chào đến các chị em phụ nữ thân mến. Chúng ta lại gặp nhau trong những chương trình nói về trang sức như thế này. Phải nói là một chị em phụ nữ bất kỳ thì chúng ta ngoài việc là nghĩ đến lựa chọn những cái món áo hoặc là quần hoặc là thậm chí là cả trang phục lót nữa, làm sao để tôn dáng mình lên nhất có thể, tôn cái phong cách của mình lên nhất có thể, thì bên cạnh đó chúng ta cũng phải lưu ý thêm một vài điểm nho nhỏ nữa về mặt trang sức quý vị nha. Trước nay á, thì Kiều Khanh vốn là một người theo phong cách tối giản, tức là ngoại trừ là mình hoàn thiện cái phong cách thời trang của mình cùng với áo quần giày dép thì sau đó là hầu như là không chọn trang sức nữa. Tuy nhiên mãi gần đây thì Kiều Khanh mới thấy là đôi khi chúng ta chỉ cần nhấn nhá một vài cái chi tiết nho nhỏ thôi. Ví dụ như là lựa chọn được một đôi hoa tai mà nó phải thật sự phù hợp với bộ trang sức của mình thì ngay lập tức là tự nhiên vẫn bộ đồ đó mình đã mặc rất là nhiều lần rồi. Mà tại sao trong ngày hôm đó thần thái hơn hẳn, quý phái hơn hẳn, cũng như là nổi bật hoặc thậm chí là quyền lực hơn hẳn quý vị nha. Đó cũng tức là chúng ta đôi khi sẽ có một vài cái nét chấm phá nho nhỏ thôi nhưng mà nó lại có thể là thay đổi về mặt tổng thể và đem lại cái tác dụng rất là lớn, đặc biệt là cái tác dụng về mặt tinh thần quý vị ạ. Và quay trở lại với việc lựa chọn trang sức đi nào. Phải nói là những cái viên ngọc trai á, mà ngọc trai tự nhiên nha Trinh nha, và đặc biệt là những cái viên ngọc trai nuôi cấy tự nhiên nữa, nó đem lại cho mình á cái vẻ đẹp phải nói là độc nhất vô nhị luôn, đúng không? Mỗi hạt ngọc trai sẽ không hề có một sự trùng lắp quý vị nha, bởi vì cái hình dạng nó như thế nào sẽ phụ thuộc vào việc là con trai đã nuôi cấy nó như thế nào ở bên trong cái chiếc vỏ ở bên ngoài của nó, và từng cái lớp xà cừ nó bao bọc lên nó không theo một quy tắc nào cả. Do đó chúng ta sẽ nhận thấy là trong một chuỗi hạt ngọc trai mà là ngọc trai nuôi cấy tự nhiên nha quý vị, thì chúng ta sẽ nhận thấy là mỗi hạt sẽ có một cái kích cỡ nè, một cái hình dáng có thể là hơi méo, có thể là tròn, nó rất là khác nhau luôn. Và như vậy mỗi sản phẩm ngọc trai mà chúng ta sở hữu được sẽ là một sản phẩm độc bản, không có một sản phẩm thứ hai quý vị ạ. Và đối với bộ sản phẩm ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ có không chỉ là một đôi hoa tai đính trên mình là những viên ngọc trai nuôi cấy tự nhiên đâu ha, mà mình sẽ còn có luôn cái chuỗi ngọc trai như thế này. Và để tăng thêm cái sự quý phái của quý vị thì ở giữa chúng ta sẽ còn có một cái chi tiết bằng đá quý nữa, cũng rất là đẹp mắt quý vị nha. Và cái chi tiết này cũng được lặp lại ở trên vòng tay trong bộ trang sức này luôn. Như vậy là trong bộ trang sức của chúng ta sẽ có đến tận 3 món, nhưng mà nguồn gốc xuất xứ của nó rất là ấn tượng nè quý vị, lại còn thêm mức giá và chưa kể là quà tặng rất là hấp dẫn mà quý vị không nên bỏ qua. Đúng rồi thưa quý vị, và cũng xin được chia sẻ với quý vị ngay từ những phút đầu tiên của chương trình là khi mà chúng ta sở hữu ngay bộ ngọc trai, bộ sản phẩm ngọc trai đến từ thương hiệu Vado, thì đây là bộ sản phẩm đã được xuất khẩu sang một thị trường châu Âu rất là khó tính là thị trường Đức quý vị nha. Điều này nói lên được chất lượng từ đôi hoa tai, từ sợi dây vòng cổ và đến là cả vòng tay mà chúng ta đang sử dụng nữa của bộ trang sức ngọc trai đến từ thương hiệu Vado quý vị ạ. Và nếu như mà quý vị yêu thích ngay bây giờ, mình sở hữu ngay với mức giá chính hãng thì phải lên đến là 1.990.000 đồng đó quý vị. Thì quý vị đừng có lo nha, đây là sự kết hợp giữa Vado cùng với VTV Hyundai Home Shopping, cho nên là ngay bây giờ đó quý vị, chúng ta chỉ cần mua sắm với mức giá vô cùng ưu đãi luôn là 1.390.000 đồng có ngay một bộ nữ trang ngọc trai đã được chứng nhận từ B&G Lab là ngọc trai được nuôi cấy từ thiên nhiên, đảm bảo được chất lượng, độ sáng bóng đẹp theo thời gian. Và ngoài ra xin được tặng cho quý vị thêm một bộ với 3 quà tặng là 3 chiếc túi xách với lại những hình dáng và kích thước khác nhau, màu đen, viền kim loại như thế này để mình có thể phối hợp cùng với lại nhiều trang phục khác nhau và phối hợp luôn là cả bộ sản phẩm ngọc trai Vado để chúng ta có thể là tự tin xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh quý vị nhé. Mức giá ưu đãi, quà tặng giá trị và nhiều về số lượng nữa. Nên ngay bây giờ nếu quý vị nha, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi chương trình, đừng bỏ qua cơ hội sở hữu ngay một bộ nữ trang ngọc trai là một món quà vô cùng ý nghĩa mà chúng ta hãy dành tặng cho chính bản thân của mình và cho cả những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương quý vị nhé. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi ạ, sẽ giao hàng về tận nhà cho quý vị và miễn phí giao hàng trên cả nước. Hãy sở hữu ngay bộ sản phẩm ngọc trai Vado. Đây là một nhãn hiệu đến từ Đức quý vị nha. Và chúng tôi cam kết hoàn tiền đến 10 triệu đồng nếu như quý vị có thể nhận sản phẩm về và phát hiện đây không phải là hàng thật quý vị ạ. Hãy nhanh tay sở hữu. Bộ trang sức ngọc trai Vado có chất liệu ngọc trai thật 100% được giám định bởi P&G Lab. Hoàn toàn an tâm với giấy chứng nhận được gửi kèm trong hộp sản phẩm.
Và thưa quý vị, với trọn bộ sản phẩm của chúng ta sẽ bao gồm đó chính là dây chuyền ngọc trai quý vị nhé. Với chuỗi ngọc trai của chúng ta có chiều dài là khoảng 40cm và chúng ta có thể dễ dàng gia giảm chiều dài thêm 2cm nữa. Và đây là những sản phẩm được phối cùng bạc 925 cao cấp và sáng đẹp theo thời gian quý vị ạ. À. Còn vòng tay của chúng ta cũng đồng bộ với là chuỗi ngọc trai của mình. Và cuối cùng hoàn thiện thêm khi mình sẽ có một đôi hoa tai nữa quý vị nhé, với phần móc cài vô cùng chắc chắn luôn. Và tất cả sản phẩm này được đựng trong một chiếc hộp đựng vừa sang trọng vừa tinh tế nữa quý vị ạ. À. Hãy nhanh chóng đặt hàng ngay để có một món quà vô cùng ý nghĩa. Bộ trang sức ngọc trai Vado giá chính hãng 1.990.000 đồng, giá chỉ dành cho khách hàng của VTV Hyundai là 1.390.000 đồng, cực kỳ hấp dẫn. Lại còn có thêm trọn bộ quà tặng bao gồm bộ 3 túi xách quý vị nha. Sản phẩm là bộ trang sức ngọc trai Vado được bảo hành chính hãng 6 tháng. Quay trở lại cùng với bộ trang sức bằng ngọc trai Vado ngày hôm nay thì như chúng tôi đã chia sẻ, đó chính là chất liệu là ngọc trai nuôi cấy tự nhiên quý vị nha. Như vậy là với cái sự hình thành ở trong tự nhiên như vậy thì những cái viên ngọc trai đến từ thương hiệu Vado thì chắc chắn là nó sẽ không giống như những hạt bẹt đâu ạ. Tức là hạt này đều giống như hạt kia, mà mỗi chuỗi ví dụ như là khoảng 30-40 viên chẳng hạn thì đều giống như nhau. Đúng cả rồi. Tuy nhiên là với bộ trang sức này thì mỗi hạt lại là một cá thể hoàn toàn khác biệt và duy nhất quý vị ạ. À. Và để mà cho quý vị có thể là tin tưởng được, bởi vì mới nghe qua thì đây có vẻ như là một thương hiệu cũng khá là mới trên hả, thì chúng tôi ngày hôm nay không chỉ là giới thiệu đến quý vị về những đặc tính của sản phẩm mà còn đem đến những cái giấy tờ chứng nhận để khiến cho quý vị có thể là yên tâm hơn và đưa ra cái cân nhắc mua sắm trở nên dễ dàng hơn. Đúng rồi thưa quý vị, và trước khi chúng ta cùng đến với những chứng nhận rất là quan trọng quý vị nha, thì Trinh và Khanh sẽ lần lượt trải qua những thí nghiệm cho quý vị để quý vị cùng an tâm hơn về chất lượng của những viên ngọc trai được nuôi cấy tự nhiên đó Khanh à. Bây giờ quý vị hãy cùng quan sát kỹ với Trinh nha. Quý vị thấy rằng là ở hàng đầu tiên phong quý vị, đây là những viên hạt bẹt, hạt nhựa tròn mà mình có thể tìm thấy được ở nhiều nơi với giá chỉ là vài ngàn đồng thôi quý vị ạ. À. Và hay đính kết trên quần áo của chúng ta chẳng hạn. Đó quý vị thấy rằng là từng viên hạt bẹt như vậy nó cứ đều tăm tắp với nhau, cả màu sắc cả kích thước đúng không ạ? Rất là khó phân biệt quý vị nha. Tương tự như thế thì đối với những viên ngọc trai nhân tạo hay là những viên ngọc trai giả đó quý vị, thì cái sự đồng điệu và kích thước nó cũng đều tăm tắp với nhau như thế này, và cái sự phản xạ màu sắc của ngọc trai thì nó không được đẹp và nó không có được sáng như ánh sáng mặt trời. Và nếu như chúng ta nhìn lên đây một chút, quý vị sẽ thấy ngay rõ ràng là hoàn toàn khác biệt với ngọc trai được nuôi cấy tự nhiên quý vị nha. Quý vị nhìn xem, ở đây Trinh có 5 viên ngọc trai nuôi cấy tự nhiên là 5 hình dáng khác nhau, nó tròn, nó méo, không hề đều nhau cả về kích thước nữa quý vị. Bởi vì là ngọc trai được nuôi cấy suốt trong quá trình tự nhiên cho nên á, là cái sự phản xạ ánh sáng mặt trời nè quý vị, nó sẽ phản xạ rất là đẹp với nắng mặt trời nha. Ngoài ra đó Khanh à, khi mà chúng ta ma sát những cái viên ngọc trai nuôi cấy tự nhiên vào đó quý vị, thì là những cái bột ngọc trai á, mình sẽ cảm nhận được trên tay của mình nó mát và nó mịn quý vị ạ. À. Chúng ta vuốt đi thì nó sẽ vẫn để lại những viên sáng bóng như thế này và không hề bị trầy xước quý vị nhé. Còn bây giờ thì Kiều Khanh đã sẵn sàng để chứng minh cho quý vị thấy thêm một thí nghiệm nữa để chúng ta an tâm hơn về mỗi viên ngọc trai nuôi cấy tự nhiên chất lượng của thương hiệu Vado. Và sẽ có một cái sự khác biệt rất là lớn quý vị nha. Nếu như mà chúng ta thực hiện những cái thử nghiệm để đúng xem rồi, xem là những cái viên ngọc trai mà chúng ta nhận về có phải là ngọc trai thiên nhiên hay là ngọc trai nuôi cấy tự nhiên hay không. Và nó có sự khác biệt hoàn toàn so với những cái hạt gọi là hạt bẹt ở bên ngoài. Bởi vì thường hạt bẹt á, tức là chất liệu ở bên trong cái lõi á, đó là nhựa, còn cái lớp mà bọc bên ngoài tạo ra cái màu ngọc trai á, thì là chất liệu gì Khanh không biết luôn Trinh ơi. Nhưng mà chắc chắn là đốt sẽ rất là dễ cháy quý vị nha. Vậy thì sự khác biệt của nó đối với lại những cái viên ngọc trai nuôi cấy tự nhiên của thương hiệu Vado là gì thưa quý vị? Đó chính là đầu tiên là chúng ta nhìn qua hình dáng, thì như Kiều Khanh đã chia sẻ thì tức là những viên ngọc trai đến từ thương hiệu Vado như thế này nó có hình dạng tròn méo rất là khác nhau quý vị nha. Ví dụ như là viên Kiều Khanh đang cầm như thế này nó không hề tròn một tí xíu nào hết, nó hơi méo méo một tí xíu giống như là hình quả lê vậy đó. Và cái màu sắc cái ánh xà cừ nó cũng khác biệt hơn rất là nhiều so với những cái viên hạt ngọc trai giả quý vị nha, hoặc là mô phỏng ngọc trai. Và khi mà Kiều Khanh thực hiện thử nghiệm như thế này, tức là cho nó lên trên một chiếc đĩa và thử nghiệm đó chính là đốt cháy nè, với sự trợ giúp của một ít cồn nữa là để cho cái quá trình cháy nó diễn ra nhanh hơn, thì chúng ta sẽ nhận thấy đó chính là cái viên ngọc trai thật á, đến từ thương hiệu Vado là sau khi cháy xong rồi mình lau nó đi đó Trinh, thì cái lớp mà hơi hơi xám xám đen ở bên ngoài thì nó sẽ bay đi, cái lớp ở bên trong vẫn là xà cừ thật, vẫn là viên rất ngọc trai thật, còn nguyên vẹn quý vị nha. Còn cái hạt bẹt kia thì không có cứu được, nó cháy đen thui luôn, Kiều Khanh cũng không cầm lên luôn, và thậm chí là nếu mà nhựa đang cháy mà mình còn cầm tay vô mình còn bị bỏng nữa quý vị nha. Do đó chúng ta cũng có thể là thực hiện một vài cái thử nghiệm đơn giản quý vị à, để chúng ta có thể là mình kiểm tra xem những cái viên ngọc trai, những cái hạt ngọc trai mà mình nhận về nhà của mình á, đó có phải là sản phẩm thật hay không quý vị à. Và đi kèm với lại
cam kết của nhà sản xuất ngày hôm nay nữa. Đó chính là gì Trinh ha? Đó chính là chúng ta sẽ được bồi hoàn lên đến 10 triệu đồng đó nha. Khi mà chúng ta có thể là xác nhận được đây không phải là chất liệu ngọc trai nuôi cấy tự nhiên quý vị nha. Nhưng mà đó chỉ là những điều bảo chứng để giúp cho quý vị trở nên là yên tâm hơn trong quá trình sử dụng cũng như là mua sắm mà thôi. Nhưng tất cả đều là chất liệu ngọc trai nuôi cấy tự nhiên, do đó quý vị hoàn toàn yên tâm. Và đây cũng chính là những hạt ngọc trai trên bộ sản phẩm mà chúng tôi đang đeo quý vị nha. Tức là chúng tôi đang đeo, cảm thấy đẹp như thế nào thì quý vị khi mà sử dụng, khi mà nhận về nhà của mình cũng sẽ cảm thấy y như vậy đó. Đúng rồi thưa quý vị, và hôm nay thì cả Trinh và Khanh với hai là phong cách trang phục khác nhau thì chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay phải không quý vị? Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy quan sát về thông tin này. Đây là bộ sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Đức nha quý vị, là một thị trường châu Âu rất là khó tính. Bên cạnh đó thì ở đây trên tay của Trinh đó chính là công văn công bố kết quả thử nghiệm và chính sách bồi thường của bộ trang sức ngọc trai đến từ thương hiệu Vado quý vị nha. Tức là cam kết bộ sản phẩm của chúng ta bao gồm là dây chuyền ngọc trai nguyên chủ nè quý vị, rồi có thêm là một vòng đeo tay nè, một đôi khuyên tai nè, là được công ty cổ phần vàng bạc đá quý P&G kiểm tra, phân tích và kết luận luôn. Và khi mà quý vị chúng ta phát hiện đây không phải là sản phẩm thật và là ngọc trai được nuôi cấy tự nhiên thì sẽ cam kết bồi thường cho quý vị là 10 triệu đồng quý vị nha. Cho nên đây là với bộ sản phẩm mà chúng tôi thật sự là tự tin về chất lượng để mà chia sẻ với tất cả quý vị rồi. Và một lần nữa xin được nhấn mạnh quý vị nha, trọn bộ trang sản phẩm ngọc trai của thương hiệu Vado đã được xuất khẩu đến thị trường Đức nha quý vị, và rất là được ưa chuộng bởi sự tinh tế, trang nhã và phù hợp cho mọi thế hệ phụ nữ khác nhau luôn. Và quý vị cứ nhẩm tính đi, nếu như ở nhà mà chúng ta mua cả một bộ ngọc trai mà tự nhiên như vậy đó Khanh à, thì cái mức giá mà chúng ta thường phải đầu tư á, quý vị có thể là tìm hiểu ở nhiều cái phương tiện truyền thông khác nhau, thông tin khác nhau, thì đôi khi nó hơi cao, khiến cho mình á là cảm thấy rất là e dè khi mà chúng ta phải sở hữu cả một bộ như vậy, phải không quý vị? Và nếu như chúng ta muốn kiểm tra lại một lần nữa về mức giá chính hãng như chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị, đó chính là 1.990.000 đồng cho bộ trang sức này, thì chúng ta cũng có thể truy cập vào website là vado.vn quý vị nha. Và sau đó thì mình có thể là thấy dễ dàng ngay mức giá chính hãng dành cho bộ sản phẩm như nào. Tức là đối với những người mà không mua sắm thông qua VTV Hinda Home Shopping thì chúng ta phải cần chi trả ra 1.990.000 đồng lận quý vị nha. Cái mức giá này cũng hơi bị cao Trinh hả? Và tức là đối với những người mà không quá có điều kiện đó quý vị, thì chúng ta cũng sẽ rất là ngại ngần trong việc là lựa chọn mua sắm bộ sản phẩm như thế này. Và nếu như vậy thì mình chỉ mua được có một bộ cho một người phụ nữ trong gia đình của mình thôi. Còn nếu như mà chúng ta có nhiều người phụ nữ mà mình thương yêu thì sao ạ? Mẹ của mình, vợ của mình nữa, em gái của mình nữa, thì nếu như mức chi phí ngày hôm nay VTV Hyundai mang lại dễ dàng cân nhắc hơn rất nhiều phải không ạ? Đúng rồi Khanh Vậy khi mà Khanh nói về cái giấy chứng nhận đó nha, về nguồn gốc đó Khanh, về phân tích kết quả về chất lượng, thì Trinh để cho Khanh và quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ luôn. Tức là mình sẽ rất là trực quan với nhau phải không quý vị? Bởi vì đây là bộ sản phẩm mà từng cái viên ngọc trai được nuôi cấy tự nhiên quý vị nha, đã đạt được giấy chứng nhận từ phòng thí nghiệm của B&J là B&J Lab ở đây nè quý vị, giám định ngọc trai. Tức là từng viên ngọc trai nè, ở ngay trên chuỗi ngọc trai mà chúng ta đeo trên cổ, ngay vòng tay và cả đôi hoa tai nữa, là ngọc trai được nuôi cấy tự nhiên và có chất lượng tốt quý vị nha. Và ở trong mỗi hộp sản phẩm rất là đẹp mắt mà chúng ta nhận về tại nhà của mình sẽ có ngay là giấy chứng nhận như vậy luôn, để quý vị khi mà chúng ta mua về đó quý vị, mình làm quà tặng cho bản thân mình á, là mình đã cảm thấy rất là an tâm rồi. Mà những người mà được nhận cái món quà tặng này đó Khanh à, thì lại càng cảm thấy là đẹp mắt hơn, tự tin hơn và an tâm về chất lượng hơn quý vị nhá. Và ngay bây giờ đó quý vị, thì cả Trinh và Khanh cũng đang sử dụng cùng với là những bộ trang phục của mình là bộ sản phẩm nữ trang ngọc trai của thương hiệu Vado quý vị nhá. Và khi mà chúng ta sở hữu ngay trong những chiếc hộp nhung như vậy đó Khanh ha, thì mình thấy là hộp đã đẹp rồi mà còn có thêm giấy chứng nhận ở bên trong nữa thì mình lại càng an tâm hơn đó Khanh à. Và ngay khi mà chúng ta nhận được bộ trang sức này như là một quà tặng, mình chạm tay vào chiếc hộp bằng nhung thôi là mình đã thấy nó rất là hoành tráng và cũng rất là đẹp mắt rồi, cũng chứng tỏ cái sự chỉnh chu kỹ lưỡng của người lựa chọn trong quá trình là tặng nữa quý vị nha. Và cả bộ trang sức của chúng ta bao gồm là vòng cổ nè, vòng tay và cả hoa tai nữa, được sắp đặt cố định luôn nha quý vị, không sợ bị rơi rớt là sọc sạch ra ngoài trong quá trình là chúng ta mở ra. Và để bảo chứng kỹ lưỡng hơn cho quý vị thì ở mỗi cái chi tiết chúng ta lại dễ dàng tìm thấy thêm một chiếc tem chứng nhận như thế này nữa quý vị ạ. Như vậy là các chị em phụ nữ mà đặc biệt là những người kỹ tính á, chúng ta lại càng trở nên yên tâm hơn phải không ạ? Và chi tiết này dễ dàng tìm thấy ở không chỉ là vòng cổ mà còn có cả ở nơi vòng tay nữa quý vị nha. Và thêm vào đó nữa, Kiều Khanh cũng lưu ý là những cái chi tiết bằng kim loại và đá quý đó, mặc dù là nó ít thôi nhưng nó điểm
xuyết vào trong bộ trang sức của mình, làm trở nên nổi bật hơn và lại càng trẻ trung hơn nữa. Và cũng chính là chất liệu ngọc trai được nuôi cấy tự nhiên quý vị nha, được sử dụng để làm bộ trang sức mà chính Kiều Khanh lẫn Tú Trinh đang sử dụng luôn. Và đối với chiếc vòng tay như thế này thì phải nói là nó cực kỳ đơn giản nhưng mà lại rất là nhã nhặn quý vị nha. Thêm chi tiết đá quý nữa như Kiều Khanh đã nhắc đến từ trước đó, nó tăng sự nổi bật của những chiếc vòng như thế này lên và không hoàn toàn quá khô trương quý vị ạ. Và đặc biệt á là với cái chất liệu phần sợi dây đó, đó chính là chất liệu bạc 925 quý vị ạ. Cũng tức là đây là một chất liệu rất là lành tính và khi mà chạm vào làn da của các chị em phụ nữ, mà đối với những người mà làn da dễ kích ứng như Kiều Khanh chẳng hạn, thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm. Tức là chúng ta không chỉ rõ ràng về nguồn gốc của những cái hạt trai được sử dụng trong bộ trang sức này mà còn được bảo chứng luôn về chất lượng của phần dây nối nữa quý vị nha. Như vậy là chúng ta hoàn toàn yên tâm khi sử dụng bộ trang sức này, không hại gì đến sức khỏe cả, và bên cạnh đó lại còn đem đến một cái nét chấm phá rất là đẹp cho phong cách thời trang của mình nữa các chị em ạ. Đúng rồi, và thật sự là khi mà chúng ta thấy được là sự kết hợp từ bạc 925 đó Khanh, thì nó lại càng sáng bóng và nó bền đẹp theo thời gian nữa. Và khi mà chúng ta sở hữu ngay tại nhà của mình, ngay khi mà quý vị chúng ta vừa mở chiếc hộp nhung sang trọng ra, thì quý vị sẽ nhìn thấy ngay ở đây, đó chính là một lần nữa giấy chứng nhận giám định bộ trang sức ngọc trai Vado từ B&G Lab quý vị nha. Từ chuỗi vòng cổ chúng ta đang đeo nè, từ vòng tay nè, đến cả đôi hoa tai đều được chứng nhận là ngọc trai nuôi cấy từ thiên nhiên quý vị ạ. Và ngoài ra thì ở phía đằng sau mình sẽ còn có thêm đó chính là những cái hướng dẫn sử dụng nè, giúp cho mình đó là bảo quản ngọc trai tốt hơn và sử dụng như thế nào cho nó bền đẹp phải không ạ. Và một lần nữa quý vị nha, thương hiệu Vado đã xuất khẩu bộ sản phẩm này đến với thị trường nước Đức luôn đó quý vị, một thị trường rất là khó tính đồng bộ với nhau trong một bộ sản phẩm như vậy. Nó đẹp mắt từ hoa tai nè, từ vòng tay chúng ta đeo là thêm những cái viên đá lấp lánh nữa, và cuối cùng là cả một cái sợi dây vòng cổ quý vị nha, đẹp mắt như vậy và được đựng trong một cái chiếc hộp nhung sang trọng như thế này, để khi mà chúng ta mang về làm quà tặng mình đều rất là tự hào quý vị nha. Với mức giá là 1.390.000 đồng mà thôi, sở hữu ngay bộ nữ trang ngọc trai đến từ thương hiệu Vado, để còn được nhận tặng thêm một bộ bao gồm là 3 chiếc túi xách quý vị nhé, với màu đen sang trọng và có thêm viền kim loại nữa, và có 3 kiểu dáng khác nhau để chúng ta có thể là tự tin diện được với nhiều trang phục và sang trọng hơn trong nhiều hoàn cảnh mà chúng ta xuất hiện quý vị nhé. Quý vị ơi đừng chần chừ nữa nha, tổng đài của chúng tôi đã sẵn sàng rồi, điện thoại đặt hàng ngay bây giờ để có ngay quà tặng và được giao hàng về tận nhà, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Trong những dịp lễ cuối năm thì không biết là các quý ông đã lựa chọn được món quà nào mà mình ưng ý để gửi đến cho người phụ nữ thân yêu ở trong gia đình của mình chưa ạ? Người phụ nữ đó có thể là mẹ của mình, có thể là vợ của mình, hoặc cũng có thể là em gái hay là một người bạn gái của mình chẳng hạn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải rất là đau đầu đây để xem là cái món quà nào thì sẽ phù hợp với lại nhiều cái lứa tuổi phụ nữ khác nhau. Và cái quan trọng là các chị em phụ nữ thì thường là thay đổi cái gu thời trang liên tục, thì không biết là cái bộ trang sức mình mua về tặng cho họ lại có dễ dàng kết hợp với chúng hay không. Thì đối với trang sức đó chính là ngọc trai quý vị nha, thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về điều này luôn. Các chị em phụ nữ lứa tuổi trung niên nè, các chị em phụ nữ trẻ hơn một tí xíu đều có thể là tự tin diện lên mình một bộ trang sức bằng ngọc trai và sau đó hoàn thiện cái phong cách thời trang của mình bằng những món áo, những món quần có thể là khá là đơn giản, cũng có thể là khá là cầu kỳ, nhưng mà chúng vẫn dễ dàng hòa quyện với nhau, tạo nên một phong cách cũng như là một khí chất thật sự là xinh đẹp nè, nhã nhặn và cũng như là quý phái dành cho các chị em phụ nữ. Và bây giờ thì thưa quý vị, cũng là gần thời điểm cuối năm rồi, đây cũng là lúc mà chúng ta nên nghĩ về những món quà tặng đúng không ha? Là khi mà chúng ta có ngay sản phẩm chính ngày hôm nay là bộ nữ trang ngọc trai của thương hiệu Vado, quý vị có còn được nhận tặng thêm một bộ quà tặng giá trị bao gồm 3 chiếc túi xách quý vị nha, với màu đen, viền kim loại và có 3 kiểu dáng khác nhau, 3 kích thước khác nhau. Mình có thể là chúng ta dùng được trong nhiều hoàn cảnh lắm quý vị ạ. Và quý vị lưu ý nha, quà tặng đi kèm với số lượng không có nhiều và chỉ áp dụng trong đúng chương trình này với mức giá là 1.390.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh chóng đặt hàng ngay bởi vì thời gian phát sóng có hạn. Quý vị còn chần chừ gì nữa khi mà chúng ta sở hữu ngay một bộ sản phẩm là bộ trang sức ngọc trai đến từ thương hiệu Vado quý vị nha. Với bộ sản phẩm này, mình dễ dàng kết hợp được với nhiều trang phục khác nhau nè, giúp cho mình nổi bật hơn tại các sự kiện mà chúng ta xuất hiện và từ đó tôn lên nét đẹp dịu dàng, quý phái của người phụ nữ nữa, phù hợp với mọi thế hệ phụ nữ trong gia đình. Và hãy nhanh tay sở hữu quý vị nha, bởi vì bộ trang sức ngọc trai Vado với mức giá chính hãng là 1.990.000 đồng đang được giới thiệu tại VTV Hyundai Home Shopping với mức giá ưu đãi hơn nhiều, chỉ 1.390.000 đồng mà thôi, còn đi kèm bộ 3 túi xách làm quà tặng nữa chứ. Sản phẩm bộ trang sức ngọc trai Vado được bảo hành chính hãng 6 tháng. Và quý vị đừng quên là quà tặng của chúng ta rất giá trị nha quý vị, bao gồm bộ 3 túi xách thời trang có màu đen phối kim loại sang trọng, phù hợp khi mà chúng ta kết hợp luôn với lại bộ trang sức ngọc trai Vado trong bộ sản phẩm chính nè, góp phần làm nổi bật hơn phong cách của chủ sở hữu nữa. Số lượng có giới hạn thôi nên quý vị hãy nhanh chóng đặt hàng nào.
Thưa quý vị, như vậy là hơn một nửa thời lượng của chương trình đã trôi qua rồi, và bây giờ thì quý vị có thấy là bất ngờ hơn hay không ạ? Khi mà Trinh và Khanh đã thay đổi một phong cách trang phục hoàn toàn khác, nhưng mà có một điều không hề khác thôi là gì ạ? Đó chính là bộ trang sức ngọc trai Vado mà cả Trinh và Khanh đang diện ở trên người của mình đây. Đó, quý vị thấy không ạ? Mọi lứa tuổi khác nhau, mọi trang phục khác nhau, mọi hoàn cảnh khác nhau, chúng ta đều có thể là dễ dàng được diện ngay luôn, bởi vì đây là những viên ngọc trai được nuôi cấy tự nhiên, cho nên là cái sự sang trọng, cái sự sáng đẹp theo thời gian là điều mà không chỉ chúng ta đâu, mà những người khi mà nhìn vào cũng có thể là cảm nhận được ngay đó Khanh à. Và nhất là khi kết hợp cùng với quà tặng ngày hôm nay nữa, thì giờ đây cho quý vị đứng lên chút xíu cho quý vị nhìn hết cả bộ trang phục luôn nha, và cả luôn đó là chiếc túi xách mà Trinh được nhận tặng kèm khi mà sở hữu ngay là bộ trang sức ngọc trai Vado này, để mà chúng ta có thể là tự tin xuất hiện ở những buổi tiệc này Khanh à. Ngoài ra là mình còn có thể đi gặp gỡ khách hàng nè, những người bạn, những cái người thân của mình, và nhất là vào trong những dịp cuối năm như vậy nữa. Cho nên đây chính là cơ hội mà chúng ta không nên bỏ qua các chị em nha, để vừa có ngay một bộ ngọc trai chất lượng nha quý vị, mà còn có thêm quà tặng rất là đẹp mắt như vậy nữa. Chính xác rồi Trinh ơi, và rõ ràng ngày hôm nay chúng ta đang có một cơ hội mua sắm phải nói là rất là ưu đãi luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta truy cập vào website đó chính là vado.vn đó quý vị, thì chúng ta có thể là kiểm tra được ngay quý vị nha. Chính hãng 1.990.000 đồng. Tuy nhiên là tại sao mua sắm cùng VTV Hyundai ngay bây giờ thì có mức ưu đãi tốt hơn? Bởi vì đây giống như là mức giá mua dùng thử vậy đó, mà thương hiệu Vado kết hợp cùng VTV Hyundai có thể mang đến cho quý vị, lại còn đi kèm với trọn bộ bao gồm 3 chiếc túi xách nữa chứ, có thể là sử dụng với rất là nhiều những dịp khác nhau luôn ha Trinh ha, và 3 thiết kế khác nhau hoàn toàn nè. Với những chiếc túi như vậy thì chúng ta cũng có thể là chia sẻ luôn cho những người phụ nữ khác ở trong gia đình của mình các chị em nha. Quay trở lại với bộ trang sức của chúng ta đi, Kiều Khanh nó có một cái sở thích mà chắc là hơi lớn hơn tuổi một tí xíu, đó chính là những bộ trang phục bằng nhung. Bằng nhung bữa giờ thì có đó, những bộ trang phục bằng nhung mà sử dụng hơi nhiều nè. Và đặc biệt á, cái chất liệu nhung, tại sao Kiều Khanh thích ạ? Tại vì nó rất là dễ tôn lên những cái loại trang sức khác nhau quý vị nha, không chỉ là đá quý đâu nha, mà bên cạnh đó là những cái trang sức ví dụ như ngọc trai chẳng hạn, nó lại có thể là tôn nhau lên và bổ trợ cho nhau rất là tốt, không chỉ là về mặt màu sắc nữa. Ví dụ như một chiếc đầm nhung đen như thế này, thêm màu sắc trắng sang trọng của chuỗi ngọc trai lên là nó tạo ra một cái sự tương phản nhưng cũng rất là hòa hợp với nhau trong cùng một thời điểm quý vị ạ. Và chưa kể là bộ trang sức của chúng ta thì không chỉ có vòng cổ đúng không nào, mà chúng ta sẽ còn có thêm là vòng tay và còn có thêm cả hoa tai nữa quý vị nha. Trong cái việc lựa chọn trang sức á, không có gì tốt hơn đó chính là chúng ta lựa chọn mà nó có sự đồng bộ với nhau. Nếu như mà không đồng bộ về màu sắc thì ít nhất cũng phải đồng bộ về mặt chất liệu. Tuy nhiên là bộ sản phẩm ngày hôm nay rõ ràng là đồng bộ về tất cả, do đó chúng ta cũng có thể là dễ dàng sử dụng cùng một lúc quý vị nha. Quay trở lại với một thử nghiệm mà Kiều Khanh đã thực hiện lúc nãy rồi, nhưng vẫn thích thử nghiệm nữa. Tại sao ạ? Bởi vì Kiều Khanh quá tự tin đối với lại chất liệu của bộ sản phẩm ngày hôm nay quý vị nha, rất là khác so với lại các loại hạt bẹt ở trên thị trường. Nếu như mà hạt bẹt trên thị trường, Kiều Khanh có cả túi như thế này luôn nè quý vị. Đúng nhưng rồi, mà giá trị của nó thì thực ra không có phải là bao nhiêu hết, tại vì chất liệu là ở bên trong là lõi nhựa quý vị ạ, còn cái chất liệu ở bên ngoài thì Kiều Khanh cũng không biết nó là gì luôn. Bây giờ chúng ta để một hạt ở đây rồi sau đó mình lựa chọn một hạt với chất liệu là tương tự, đó chính là ngọc trai được nuôi cấy tự nhiên quý vị nha. Trong bộ sản phẩm Vado nó có sự tương đồng cùng với sản phẩm chính của mình nè, chỉ khác nhau về hình dáng một tí xíu thôi. Bởi vì ngọc trai nuôi cấy tự nhiên thì nó không có hạt nào giống hạt nào cả quý vị ạ. Mỗi hạt đều là độc bản. Mình cho vào đây nha. Rồi bây giờ mình cùng lúc mình đốt cả hai hạt lên nào, rồi sau đó là mình cảm nhận được ngay sự khác biệt này Trinh nè. Và quý vị thấy rằng là khi Trinh đã nhìn thấy quý vị một lần rồi nhưng vẫn muốn được nhìn lại lần thứ hai là bởi vì đó quý vị thấy là nó rất là dễ dàng trong việc là chúng ta phát hiện ra được ngọc trai thật thì nó sẽ như thế nào, và những cái viên hạt bẹt hay là ngọc trai nhân tạo thì nó sẽ rất là khác biệt quý vị nha. Đó, giờ đây thì quý vị thấy đó, wow, cái sự biến đổi về màu sắc kìa. Là những cái viên hạt bẹt đó Khanh ơi, Trinh thấy là nó bị cháy đen và nó bắt lửa rất là nhiều luôn nha. Bên cạnh đó thì ngọc trai là được nuôi cấy tự nhiên của chúng ta đó, nó cũng có việc bị ám đen ở bên ngoài, nhưng mà Trinh nghĩ rằng nó sẽ khác. Wow, thậm chí là nó sẽ còn dính luôn bởi vì cái phần nhựa của những cái viên hạt bạc nữa kìa Khanh ơi. Wow. Rồi bây giờ mình thổi cho nó tắt đi ha, xong rồi mình tách hai hạt này ra. Bởi vì cái hạt bẹt nó làm chất liệu nhựa đó Trinh ơi, nó cháy ra cái xong rồi nó dính vào bên trong cái hạt chai của mình luôn. Bây giờ thì Khanh tách ra thôi, Khanh tách cái hạt chai thật ra thôi ha. Mình lau đi rồi gỡ cái chướng ngại kia ra nè. Rồi, mình lau cho sạch nha. Và sau đó thì mình rất là dễ mình kiểm tra lại xem là cái viên ngọc trai của mình mặc dù là đốt ở bên ngoài thì nó hơi cháy xém đó, nhưng mà sau khi lau sạch cái lớp cháy xém này thì nó sẽ trở về y như cũ nha quý vị nha. Bây giờ
giờ chỉ có khác một tí xíu so với hồi nãy là hơi nóng thôi, nhưng mà nó đã trắng đẹp trở lại như thế này rồi, trả lại vào bên trong chiếc khăn nhung đi. Đó, trắng đẹp như cũ nè, Trinh thấy không? Đúng rồi, Trinh thấy là y như lúc ban đầu mà Khanh vừa cầm lên như vậy đó. Tức là qua điều này thì nó thấy được cho quý vị điều gì ạ? Đó chính là việc là ngọc trai mà được nuôi cấy tự nhiên thì nó đảm bảo về mặt chất lượng quý vị nha. Và một lần nữa thì Trinh xin được chia sẻ với quý vị về những cái thông số, những cái thông tin mà chắc hẳn là chúng ta sẽ rất là quan tâm phóng quý vị, là ở đây khi mà quý vị chúng ta cùng quan sát là giấy kiểm định giám định ngọc trai từ B&J Lab như thế này nè quý vị, đó chính là mình đồng bộ nha, từ chuỗi vòng cổ của chúng ta nè, đến cả vòng tay chúng ta đeo và cả thêm là cả đôi hoa tai nữa, đều là ngọc trai được nuôi cấy tự nhiên và với lại là chất lượng tốt quý vị nha. Đó, quý vị rất là an tâm đúng không ạ? Ngoài ra quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình TV nha, Trinh sẽ có thêm một chứng nhận khác cũng không kém phần quan trọng cho quý vị luôn, đó chính là ở đây khi mà chúng ta sẽ có là công văn công bố kết quả thử nghiệm chính sách bồi thường, tức là khi mà quý vị phát hiện ra bộ sản phẩm là ngọc trai Vado bao gồm dây chuyền rồi vòng tay và cả hoa tai không phải là hàng thật thì chúng tôi sẽ bồi thường cho quý vị là 10 triệu đồng cho một bộ sản phẩm như vậy đó quý vị. Cho nên đó, quý vị thấy rằng là mình sẽ rất là an tâm khi mà chúng ta mua về ngay từ bây giờ, mình làm quà tặng cho những người thân của mình quý vị nha. Và đồng thời á, là vào những dịp cuối năm như vậy là những lúc mà chúng ta thường hay nghĩ về những cái món quà phải không Khanh, mà dành tặng đến cho những người thân của mình, thì quý vị có thể là đặt hàng ngay bây giờ để chúng ta có ngay được một bộ nữ trang đẹp mắt như vậy và đựng trong những chiếc hộp rất là sang trọng quý vị nha. Như vậy thì chúng ta hãy nhanh tay sở hữu cùng với VTV Henna Home Shopping quý vị nha. Chỉ cần gọi ngay đến số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, sau khi mà chốt đơn hàng rồi đó, chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà cho quý vị, đầy đủ những giấy tờ ở phía bên trong cùng với trọn bộ sản phẩm, và khi nhận hàng rồi thì mình mới cần phải thanh toán quý vị nhé. Bộ trang sức ngọc trai đến từ thương hiệu Vado ngày hôm nay đang được giới thiệu tại VTV Hyundai với mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 1.390.000 đồng mà thôi. Khi mà được giới thiệu tại thị trường Việt Nam thì cũng được giám định bởi các cơ quan, các bên thứ ba quý vị nha. Do đó đảm bảo cái tính khách quan cũng như là đảm bảo những chất liệu như đã chúng tôi đã giới thiệu đều là thật 100%. Đầu tiên đó chính là giấy giám định ngọc trai thật 100% bởi P&J Lab quý vị ạ. Và các giấy chứng nhận như thế này được gửi kèm trong mỗi hộp sản phẩm luôn. Do đó chúng ta khi mà nhận hàng đó thì ngoài việc là mình mân mê cái bộ sản phẩm của mình cũng có thể là lấy những giấy tờ này ra, mình kiểm chứng lại một lần nữa. Và trong quá trình sử dụng, nếu như mà quý vị thực hiện những cái thử nghiệm nhất định và mình có thể khẳng định đây là không phải là chất liệu ngọc trai nuôi cấy tự nhiên, thì quý vị sẽ được bồi hoàn lên đến 10 triệu đồng quý vị nha. Và bên cạnh đó, quý vị đặt hàng ngay bây giờ thì không chỉ có ngay mức giá ưu đãi cùng VTV Hyundai Home Shopping là 1.390.000 đồng, mà mình sẽ còn có ngay một bộ quà tặng bao gồm 3 chiếc túi giá trị với 3 kiểu dáng khác nhau quý vị nha. Tuy nhiên số lượng quà tặng rất có hạn, hãy nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ để chúng tôi giao về tận nhà cho quý vị, và tất nhiên là miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước quý vị nha. Thời gian không còn nhiều, hãy nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ cùng VTV Hyundai Home Shopping. Hãy sở hữu ngay bộ sản phẩm ngọc trai Vado. Đây là một nhãn hiệu đến từ Đức quý vị nha. Và chúng tôi cam kết hoàn tiền đến 10 triệu đồng nếu như quý vị có thể nhận sản phẩm về và phát hiện đây không phải là hàng thật quý vị ạ. Hãy nhanh tay sở hữu. Bộ trang sức ngọc trai Vado dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục, nổi bật hơn tại các sự kiện, tôn lên nét đẹp dịu dàng và quý phái của người phụ nữ, phù hợp với mọi thế hệ phụ nữ trong gia đình. Và với bộ trang sức ngọc trai của thương hiệu Vado, quý vị hãy sở hữu ngay bây giờ để thay vì mức giá chính hãng phải là 1.990.000 đồng thì mức giá chỉ dành cho khách hàng trên VTV Hyundai Home Shopping 1.390.000 đồng mà thôi quý vị nha. Có thêm một bộ quà tặng giá trị bao gồm bộ 3 túi xách thời trang nữa, sản phẩm chính được bảo hành 6 tháng. Và quà tặng giá trị bao gồm bộ 3 túi xách thời trang màu đen phối kim loại sang trọng, phù hợp kết hợp với bộ trang sức ngọc trai, và bên cạnh đó còn có thể là góp phần làm nổi bật hơn phong cách thời trang của chủ sở hữu. Số lượng rất có giới hạn, do đó quý vị hãy nhanh tay đặt hàng nha.